Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối ở đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3, sáng nay ngày 13 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Đây là một trong 6 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này, và trước đó các đại biểu Quốc hội cũng đã thảo luận ở tổ về dự án Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Cho ý kiến vào dự án luật tại nghị trường Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Luật Khám chữa bệnh là cần thiết nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập đã phát sinh trong thời gian qua. Để hoàn thiện dự án luật, đại biểu đề nghị ban soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo luật để xem xét, giải thích từ ngữ, đảm bảo các thuật ngữ dùng trong luật được hiểu một cách thống nhất đầy đủ, tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng thực hiện pháp luật. Về quy định thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh, đại biểu đề nghị cần thực hiện theo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về giá, nhà nước ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh công lập và quy định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh với những cơ sở y tế thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa. Mặt khác, đại biểu cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ chính sách ưu tiên của nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, cần nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn lực y tế và chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ và nhân viên y tế phục vụ tại vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần có quy định đảm bảo an toàn cơ sở khám bệnh chữa bệnh và an toàn của đội ngũ nhân viên y tế, ưu tiên bố trí ngân sách cho phát triển y tế cơ sở và cần quy định cụ thể về xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau một buổi làm việc đã có 27 ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội có nhiều góp ý cụ thể xuất phát từ thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tổ chức địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chính phủ tiếp tục đánh giá đầy đủ từng vấn đề, những vướng mắc, nội dung nào chưa phù hợp thuộc về quy định của luật, quy định của các văn bản dưới luật hoặc do tổ chức thực hiện để có định hướng sửa đổi cho trúng, toàn diện và đảm bảo tính khả thi. Bên cạnh đó, các cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, có báo cáo giải trình tiếp thu để Quốc hội tiếp tục cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư. Trong chương trình làm việc chiều nay, sau khi nghe chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu giải trình về dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, với đa số đại biểu Quốc hội có mặt đều tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết này. Cũng trong buổi chiều nay, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi. Hôm qua 12 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với 4.500 công nhân tại 63 điểm cầu trên toàn quốc. Và tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đến dự. Đây là diễn đàn cho công nhân lao động có dịp được đề xuất những tâm tư nguyện vọng về việc làm đời sống, cơ hội cống hiến đến người đứng đầu chính phủ. Theo đó, nhiều công nhân mong muốn chính phủ sớm ban hành nghị định về tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, đồng thời nghiên cứu ban hành chính sách tiền lương mới theo tinh thần nghị quyết 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, đề nghị chính phủ rà soát sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Tại đây, nhiều công nhân còn mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ chính sách cho công nhân lao động bị nhiễm COVID-19, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động theo quyết định số 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quy hoạch, triển khai xây dựng nhà ở, nhà trẻ, trường học, nơi khám chữa bệnh, nơi sinh hoạt văn hóa cho công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đề nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ tín dụng cho công nhân lao động, hạn chế tình trạng công nhân lao động tham gia vào hoạt động tín dụng đen. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như không ký hợp đồng lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc của công nhân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan đã trả lời 10 nhóm vấn đề trên và mong muốn công nhân tiếp tục phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước vượt qua thách thức, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Trà Vinh, nhìn chung tiền lương, tiền công của người lao động hiện nay còn thấp do các doanh nghiệp căn cứ mức lương tối thiểu vùng nên cuộc sống của người lao động còn nhiều khó khăn.
Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức đưa đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng đi tham quan ở thủ đô Hà Nội đợt 1 năm 2022. Trong đợt tham quan thủ đô Hà Nội đợt này có 60 đại biểu ở hai huyện Trà Cú và Cầu Ngang, trong đó có 43 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 80% trở xuống, 3 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 9 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 3 bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật trên 61% và 2 người là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngày đầu tiên ra đến thủ đô Hà Nội, đoàn đã vào lăng viếng Bác. Với dòng quà của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ tỉnh Trà Vinh đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Theo kế hoạch, đoàn đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ tỉnh Trà Vinh đi tham quan thủ đô Hà Nội sẽ đến viếng lăng Bác, thăm và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời, đoàn còn đi tham quan các điểm bảo tàng, di tích lịch sử và một số làng nghề truyền thống ở thủ đô Hà Nội. Việc tổ chức đưa đoàn người có công đi tham quan thủ đô Hà Nội là việc làm ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân trước sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời động viên khích lệ tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống vui khỏe. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân trong tỉnh. Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 48 với gần 31.600 liều mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, qua báo cáo, hiện tại chỉ mới tiêm được khoảng 8.549 liều, còn tồn trên 23.000 liều. Tiến độ tiêm vaccine của các địa phương rất chậm, nguyên nhân do công tác chỉ đạo một số nơi thiếu quyết liệt, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, đối tượng thuộc diện tiêm thiếu tự giác. Trước tình hình đó, để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành việc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh, tránh để lãng phí vaccine, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, các sở ban ngành tỉnh, cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát đối tượng đủ điều kiện tiêm theo quy định, tăng cường tuyên truyền, vận động quyết liệt thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 48 cho các đối tượng, chú ý mở rộng các đối tượng trong hệ thống chính trị, công nhân lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo kịp thời tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ, không để lãng phí vaccine, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch và tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện tiêm nhanh số lượng vaccine được phân bổ đợt 49 theo kế hoạch khoảng 14.500 liều và khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine đợt 50 đối với 53.000 liều vaccine Moderna vừa được Trung ương phân bổ cho tỉnh để tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Hôm qua 12 tháng 6, tỉnh đoàn Trà Vinh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hành trình tự hào truyền thống tiếp bước cha anh tại tỉnh Bến Tre. Trong chuyến hành trình này, đoàn đã đến tham quan khu căn cứ, khu quỹ Sài Gòn Gia Định ở xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các vị anh hùng liệt sĩ tại khu di tích căn cứ khu quỹ Sài Gòn Gia Định. Nơi đây là cơ quan đầu não chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ ở khu vực đô thị Sài Gòn Gia Định từ tháng 7 năm 1969 đến tháng 10 năm 1970. Di tích được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 23 tháng 12 năm 1995. Sau đó, đoàn đến tham quan khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, vị anh hùng xứng danh với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng cho người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tại đây, đoàn đã dâng hương và tham quan nhà trưng bày các hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Qua cuộc hành trình này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đội viên và thiếu nhi có thêm động lực học tập rèn luyện tiếp bước cha anh trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay ngày 13 tháng 6, Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có 182 đại biểu là cán bộ công chức làm công tác văn thư lưu trữ văn phòng trong toàn tỉnh Trà Vinh. Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 5 ngày. Các đại biểu được giảng viên Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tập huấn về công tác văn thư lưu trữ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, thu thập tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử.
xác định giá trị tài liệu, phân loại tài liệu, chỉnh lý tài liệu và thực hành tài liệu nhằm giúp cho cán bộ công chức làm công tác văn thư, lưu trữ văn phòng trong tỉnh Trà Vinh có thêm kiến thức phục vụ tốt công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện công tác quản lý tài liệu của đơn vị nơi công tác. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Thanh Bình đến dự. Năm học 2021-2022, Trường Trung học chuyên Nguyễn Thiện Thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, với 100% học sinh được xếp hạng kiểm tốt, có 100% học sinh có học lực khá giỏi. Đặc biệt trong số này có 3 học sinh đạt giải nhất, 24 học sinh đạt giải nhì, 21 học sinh đạt giải ba, học sinh giỏi dân tỉnh, và có 4 học sinh đạt loại giỏi cấp quốc gia. Ngoài ra, trong năm học 2021-2022, Trường Trung học chuyên Nguyễn Thiện Thành còn thực hiện thành công 5 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải cuộc thi cấp tỉnh và 1 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải cấp quốc gia. Tại buổi lễ tổng kết, Trường Trung học chuyên Nguyễn Thiện Thành cũng đã đề ra nhiệm vụ năm học 2022-2023 và trao thưởng cho 441 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua. Trường Tiểu học Đông Châu A, huyện Duyên Hải vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2021-2022. Báo cáo cho biết, hiện nay trường Tiểu học Đông Châu A, huyện Duyên Hải có 18 phòng chức năng với tổng số 532 học sinh. Hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 99%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, trường Tiểu học Đông Châu A, huyện Duyên Hải được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua dạy tốt, học tốt. Với những nỗ lực và kết quả đạt được, tháng 12 năm 2020, trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhân dịp này, trường Tiểu học Đôn Châu A, huyện Duyên Hải tổ chức tổng kết năm học 2021-2022. Với kết quả đầu năm học, trường đã quy trọng học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% và đến cuối năm học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,6% và có 100% học sinh được vào lớp 6. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Quốc tế Dacia Mexico Group và Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Hoàng Hà chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo tư vấn giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 cho 150 người lao động ở huyện Thiệu Cần. Tại đây, người lao động được tìm hiểu về chính sách hỗ trợ người lao động học sinh sinh viên đi làm việc học tập ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế và các chính sách gia giống ưu đãi cho người lao động có đủ điều kiện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Dacia Mexico Group, Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực Hoàng Hà chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin thêm về thị trường xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, với các ngành nghề như may mặc, xây dựng, thực phẩm, nông nghiệp, cơ khí, đóng gói, điện, điện tử. Đây là những ngành nghề phù hợp với người lao động Việt Nam. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Tiểu Cần đã có 91 người xuất khẩu lao động. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022, huyện Tiểu Cần phấn đấu đưa thêm 39 người xuất khẩu lao động để đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm nay. Tại huyện Càng Long, trường Cao đẳng nghề tỉnh Trà Vinh cũng vừa tổ chức hội thảo tuyển sinh, hướng dẫn dạy nghề và tư vấn cho người lao động có điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tại hội thảo trường Cao đẳng nghề tỉnh Trà Vinh hướng dẫn công tác tuyển sinh đào tạo nghề năm 2022 của trường và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời cung cấp thông tin cơ bản về thực trạng xuất khẩu lao động, thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm giúp cho người lao động có thêm điều kiện tìm được việc làm phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Dịp này, người lao động còn được tìm hiểu các công ty đơn vị giới thiệu xuất khẩu lao động uy tín, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người lao động khi được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đề nghị các địa phương lập danh sách hội viên, đoàn viên người lao động có nhu cầu tìm việc làm trong ngoài nước để hướng dẫn, hỗ trợ chính sách cho người lao động, nhất là đối với những lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức nghiệm thu bàn giao 3 nhà đại đoàn kết cho hộ dân ở xã Long Hiệp, huyện Trà Cú. Đây là các gia đình thuộc diện hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Cụ thể, 3 căn nhà đại đoàn kết được bàn giao gia đình bà Trầm Thị Sai, ông Thạch Sa Thu, ngụ ấp Trà Sắc Xê và bà Quỳnh Thị Hương Lan, ngụ ấp Nô Rè, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú. Các ngôi nhà được xây dựng cơ bản với diện tích sử dụng gần 60 m², tổng kinh phí xây dựng mỗi căn trên 80 triệu đồng. Trong đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương hỗ trợ mỗi căn là 65 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp. Đây là hoạt động nhằm góp phần giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó cũng nhằm giúp cho xã Long Hiệp thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo trong năm nay và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là hoạt động rất có ý nghĩa của lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các phong trào cách mạng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân vùng nông thôn. Từ đó đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho người dân địa phương. Vậy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ diễn ra như thế nào ở Trà Vinh? Đó là nội dung đang được nhiều người dân trong tỉnh quan tâm. Anh Trần Trí Cường, Bí thư tỉnh đoàn, Phó Ban Chỉ huy thường trực chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 sẽ cho biết vấn đề này trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết thì thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Trần Trí Cường, Bí thư tỉnh đoàn Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Dạ thưa anh, mở đầu cho chương trình hôm nay thì xin anh cũng cho biết về thời gian, địa bàn diễn ra chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay ở tỉnh Trà Vinh, cũng như là chủ đề và lực lượng tham gia chiến dịch này ạ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tỉnh Trà Vinh năm 2022 thì được triển khai thì gồm một chương trình và bốn chiến dịch. Một chương trình đó là chương trình tiếp sức mùa thi, bốn chiến dịch đó là chiến dịch thanh niên tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch hành quân xanh và chiến dịch hoa phượng đỏ. Thì chủ đề của chiến dịch năm nay là tuổi trẻ Trà Vinh sáng tạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thì chiến dịch, thời gian diễn ra chiến dịch là từ ngày 10 tháng 6 cho đến 21 tháng 8 năm 2022. Trong đó cao điểm là từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 21 tháng 8. Thì chiến dịch năm nay thì được triển khai trên địa bàn là 106 xã phường thị trấn trên địa bàn của tỉnh. Trong đó thì tập trung vào các cái huyện, đó là huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú là những cái địa phương đang triển khai về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 22 và các cái năm tiếp theo. Về lực lượng tham gia chiến dịch thì năm nay thì chương trình tiếp sức mùa thi thì có khoảng là một và cái chiến dịch qua phường đỏ thì có một khoảng là 1.000 đoàn viên thanh niên là giáo viên và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh để tham gia cái chương trình tiếp sức mùa thi. Còn chương trình hành quân xanh thì có khoảng 200 đoàn viên thanh niên là lực lượng là của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia. Chương trình mùa hè xanh thì có khoảng là 450 chiến sĩ là sinh viên của các cái trường đại học ở ngoài tỉnh, cụ thể là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ tham gia. Đồng thời thì có khoảng 600 lực lượng là thanh niên của địa phương chúng ta tham gia cái chiến dịch mùa hè xanh. Còn chiến dịch kỳ nghỉ hồng thì có khoảng 500 đoàn viên thanh niên là của khối cán bộ công chức viên chức và thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh để tham gia. Vâng, chúng tôi nghĩ rằng đây là một lực lượng khá mạnh để có thể tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay ở tỉnh ta. Vậy thì với lực lượng như thế này thì tỉnh ta đặt ra mục tiêu gì cho chiến dịch năm nay ạ? Cái mục tiêu mà đầu tiên mà chúng tôi đặt ra đó là mang lại một cái sự trải nghiệm cho các bạn đoàn viên thanh niên là một cái lực lượng trẻ để có một cái sự trải nghiệm thực tế tại địa phương của tỉnh Trà Vinh của chúng ta. Các cái mục tiêu mà trong chiến dịch cũng như là các cái chỉ tiêu mà chúng tôi đặt ra trong chiến dịch đó là cùng đồng hành với địa phương, ngoài cái việc phát huy cái sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tham gia các cái lĩnh vực của đời sống kinh tế văn hóa xã hội, thì chúng tôi muốn đặt ra cho các bạn đó là bằng những cái việc làm cụ thể, phát huy những cái kiến thức, những cái khả năng, cái năng lực, cái sở trường của bản thân để có những cái đóng góp cụ thể vào cái sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, cụ thể là trong xây dựng cái hạ tầng, trong xây dựng nông thôn mới, rồi các cái hoạt động về an sinh xã hội để đồng hành cùng với bà con nhân dân cũng như là đoàn viên thanh niên có cái hoàn cảnh khó khăn, hay là chăm lo cho các em trẻ em, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn để có một cái sự tiếp tục để theo đuổi cái ước mơ cũng như cái hoài bão của mình trong cái thời gian tới, hay là các cái hoạt động trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để cùng với địa phương và cũng như là chung sức cùng cả nước trong cái giữ gìn cái bảo vệ cái cảnh quan môi trường, ứng phó với cái biến đổi khí hậu cũng như là cái phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới.
Vâng, vậy thì theo anh là khi thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra thì chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay sẽ mang lại lợi ích gì cho đời sống của người dân ạ? Cũng giống như các cái mục tiêu đã xác lập thì chúng tôi sẽ rất là mong muốn thông qua cái chiến dịch hè sẽ đem đến cho góp phần cùng với địa phương cải thiện những cái vấn đề nhất định tại địa phương, đơn vị trong khả năng và sức lực của tuổi trẻ có thể đóng góp. Ví dụ như chúng tôi thành lập các cái đội hình chuyên tuyên truyền thì sẽ thông qua đó thể giúp cho bà con nhân dân có những cái nhận thức, những cái hiểu biết về các cái vấn đề của pháp luật, các cái quy định của pháp luật mới hoặc là còn chưa tuyên truyền được sâu rộng trong đoàn viên thanh niên cũng như trong người dân. Hay là cái đội hình là chăm lo cho thiếu nhi, xây dựng các cái điểm vui chơi cho thiếu nhi, dạy tiếng Anh cho thiếu nhi thì sẽ giúp cho các em có được những cái sân chơi trên cái địa bàn địa phương gần nhà của mình hay tại các cái trường học. Thông qua đó thì giúp các em có những cái buổi ôn tập hè, các cái ôn lại những cái kiến thức trong cái dịp hè cũng như là cập nhật thêm cho các em về những cái kiến thức, kỹ năng. Hay là cái đội hình là tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây mới và sửa chữa đường giao thông nông thôn thì thông qua đó sẽ giúp cho bà con có thể là có những cái tuyến đường, những cây cầu mới hay là được sửa chữa nâng cấp để bà con có thể đi lại thuận tiện hơn, phục vụ cho cái quá trình sinh hoạt cũng như đời sống giao thương hàng ngày của bà con. Hay là cái đội hình sửa chữa điện rồi chăm sóc sức khỏe hậu Covid thì sẽ giúp cho được cho bà con nhân dân cũng như là đoàn viên thanh niên có những cái hiểu biết cũng như là cũng có những cái khắc phục những cái hậu quả của cái dịch bệnh để lại trong thời gian tới. Vâng, vậy thì xin anh cũng cho biết thêm là tỉnh ta chuẩn bị như thế nào và sẽ làm gì để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được thắng lợi ạ? Thì để chuẩn bị cho cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn là cái cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy chiến dịch hè. Chúng tôi cũng đã có tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành cái văn bản chỉ đạo Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố cũng như là các sở ban ngành đoàn thể có liên quan trong phối hợp tổ chức cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè này. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập được Ban Chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh. Và qua nắm thì chúng tôi cũng đã được biết là 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố cũng đã có thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch thanh niên tình nguyện hè để chỉ đạo và tổ chức cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thành khác có các cái trường đại học cao đẳng để chúng tôi liên hệ kết nối về cái lực lượng tham gia cũng như là cái nguồn lực tham gia. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã có khảo sát các cái nhu cầu của các cái địa phương trên địa bàn tỉnh để chúng tôi xác lập các cái chỉ tiêu, đồng thời thì cũng xác định các cái công trình phần việc cụ thể cho cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè diễn ra được thành công. Vâng, vậy thì nhân chương trình hôm nay, xin anh cũng cho biết ngắn gọn về hiệu quả của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè ở tỉnh ta trong những năm trước. Thì năm 2022 triển khai cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thì đã hơn 20 năm triển khai. Thì phải nói rằng cái hiệu quả đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được đó là cái sự trải nghiệm, tạo cái sự trải nghiệm cho các bạn đoàn viên thanh niên là một cái lực lượng trẻ được tham gia trải nghiệm thực tế trên địa bàn, những cái địa bàn còn khó khăn, thông qua các cái hoạt động tình nguyện thì cũng đã rèn luyện cho được cho các bạn đoàn viên thanh niên được một cái sự cái tính xung kích cũng như là tình nguyện của tuổi trẻ, qua đó phát huy được cái sự sáng tạo của các bạn đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Đồng thời thì bằng những cái công trình phần việc, các cái hoạt động cụ thể thì các cái hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè các năm qua cũng đã đóng góp một phần nhỏ trong cái sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương chúng ta, mà đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới thông qua cái việc là vận động xây dựng cầu, đường, nhà hay là các cái hoạt động an sinh xã hội khác. Thì qua đó thì cũng đã phần nào giúp cho bà con nhân dân, mà đặc biệt là bà con nhân dân, đoàn viên thanh niên có cái hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu niên nhi đồng có được một cái nguồn lực
để tiếp tục đến trường cũng như là ổn định cuộc sống trong thời gian qua. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ anh. Và một lần nữa thì cũng xin chân thành cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự tối ở đài truyền hình Trà Vinh. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.